Ngày lúa Sóc Trăng bánh chào cả nhà. Bữa nay mình đi trở lại công việc bẫy chuột cả nhà ơi. Trời đi đường khúc trời mưa nè. Hôm nay mình đặt cũng có 7 mắt hết trơn nè. Rồi được còn có 5 mấy cái à. Mình đặt 5 mấy cái luôn nha. Trời mưa tới luôn rồi. Vẫn gầm hì hì rồi. Mình đi lúa cả này chỗ cũng có miếng chín, miếng đỏ đuôi, miếng điều cả nhà ơi. Cái này cũng có chuột lại rồi. Mời cả nhà theo chân hay lúa giúp chân. Chào cả nhà. Mình lâu rồi mình mới đi đặt chuột lại nhỉ. Đồng lúa cũng đẹp lắm. Mới đặt xong mình mới ra xe nhỉ. Giờ nắng nè. Mà ông trời cũng gầm. Nãy giờ mình đặt là ông trời cũng mưa nha. Mình không có quay lúc mình đặt luôn. Mình đặt cũng hai chỗ chứ không phải một chỗ như vậy. Chỗ được mấy chục cái à. Áo nhẹp luôn. Bây giờ mình về, tối mình đi thăm nha. Bữa tối nha, đi thăm bẫy chuột cái tối nha. Đưa đưa anh rồi. Giờ này 9 giờ rồi. Phá luôn. Đứt cái lồng luôn. Dạ, cái lồng luôn. Quả đầu tiên. Đục vô. Im im. Quá ngon à. Cây vậy. Có cũng cây nhưng sao chọc vậy. Đá luôn. Đá ơi. Máy không rồi. Đi. À, lớn lớn nè. Ngon thiệt. Có mồi, có mồi. Vô còn vô bán chấm. Ừ. Hai chú rồi. Hai chú cho bá luôn. Con chó, đổ dọn chó lại đây quậy nè. Đúng nữa nhẹ. Mưa, nó văng cái xình nè. Mình mấy rồi nè. Cái gớm không? Nó quậy. Vô con, vô. Ừ. Vô, phát nổi luôn rồi. Xình mình mấy nè. Mà cũng chưa khoai đặt hết rồi. Đấy, có hai mấy cái này mình thăm gần hết à. Im quá. Vô. Ổn nha. Ủa cái nhóm đứt luôn rồi. Đứt như vậy. Đi hết. Dạ. Chính đâu đường này là chính dữ lắm luôn.
Đặt rồi lỗi cái mấy con. Vô. Được chú. Chú cũng bự bự không. Ít vô mà vô con nào. Xứng đáng mấy vậy. Trời nó mạnh. Đốt chấu rồi. Tháng nào chuột nó nhỏ? Mấy cái nữa hết rồi nhà. Ủa cái này sao kỳ á? Đụng ra luôn vậy. Đặt hai cái kế bên vậy. Nó mòn hướng thế. Cũng bự nữa. Nó đã không. Trời ơi chuột ngon kìa. Ít mà con nào cũng ngon hết trơn. Chà bá. Con nào cũng vít cái lọng hết trơn. Con chuột ngon nha. Chuột bự bự không. Con còn chà bá luôn. Thôi rồi mình về nha ơi. Sáng mình đi thăm tiếp được mấy con nữa nha. Mình chào hai đứa chăn, chào cô chú anh chị buổi sáng nữa nha. Mình đi sáng cũng còn sương mù. Mình đi sáng mình đi thăm mấy cái bẫy nha, đi cuốn luôn. Đây bẫy đầu tiên ông cỏ hôm được có 5 con nữa nha, nhưng mà con bự bự không. Cái thứ hai không có luôn. Mong là cả nhà ủng hộ hay lúa chăn cả nhà ơi. Đâu hết một cái à. Rồi. Bạc mà không dính luôn. Rồi, ba cái. Không còn nào hết trơn.
Rồi để mình đi chừng nào có mình không quay nữa cả nhà. Quá buổi sáng đầu tiên nha. Chà bá luôn nè. Chuột nó ít nhưng mà con nào cũng lấy con ngon không nha. Sáng giờ mới dính con đầu tiên luôn. Toàn là 700. Lúc này chuột nó đùng quá trời đùng luôn. Sao nó chưa có chạy không? Rồi, mình đi tiếp luôn. Quả hai cử đặt 7 cái nha. Sáng tối cái nha. Đặt nhiều. Sáng được có một con duy nhất luôn. Tối này được 5 chú. Con nào lấy cũng bự bự không nha. Đủ ăn. Rồi, hẹn cả nhà video tiếp theo nha.